Màn đi lấy và đập hộp iPhone 14 chấn động. Sau bao ngày trong đợi thì em iPhone 14 đã được mở bán tại Việt Nam. Trời đất ơi, 12 giờ mới mở bán mà 9 giờ tôi lo quá thân thành nữ sinh ngây thơ đồ đó nói đi. Để đến đây tham gia sự kiện nhà di động Việt nè, trời ơi quá trời idol luôn. Những gương mặt vui tươi khi chuẩn bị đón những em iPhone 14 về tay nè. Trời đất ơi, đi sự kiện để đi lấy iPhone 14 mà ta tưởng đâu là đi đám cưới không có gì đâu mà đồ ăn quá trời gì nè. Ơ đụng đất hả? Không phải, đó là bụng chị đói nó kêu đó em ơi, ăn miếng cho đỡ đói đi. Trời ơi, chị đợi về lấy iPhone đi, chị rung tay quá trời, để chị dòng miếng cho đỡ đói. Ông bà ta có câu mê trai đầu thai mới hết, đầu thai lại thì vẫn mê trai. Trời đất ơi, idol của tôi đó mấy bà ơi, gì mà đẹp trai dữ vậy trời. Sau đó còn có chương trình quay số trúng thưởng nữa nha. Trời đất ơi, tôi 37 mà ra số 39, trời ơi tức quá trời tức luôn. Cái số mà đi đâu quay số trúng thưởng cũng không được hết trơn. Thôi tặng cái nón bảo hiểm an ủi đội về cho vui vẻ nè mấy bà. Và cuối cùng thì bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, cuối cùng iPhone 14 màu trắng 1T cũng đi về tay mẹ rồi. Bây giờ mẹ sẽ đem con về mẹ đập hộp thôi. Đập hộp ở đó đâu có chịu, phải đem về cái góc linh thiêng đập mới chịu nè. Trời ơi, lần nào cũng vậy, mua điện thoại gì mà đặng quá trời luôn nè. Tặng cục sạc nè, miếng dán điện thoại nè. Rồi miếng dán điện thoại xịn nha. Đây mới là cái thứ mình mong chờ. Wow. Nó đẹp. Mọi người biết sao mà mình lấy màu trắng không? Tại vì lấy cái này cho nó hợp phong thủy của mình. Nhưng mà tại vì màu tím không hợp phong thủy nên là năm nào mình cũng đổi màu trắng hết trơn. Ê khoan, phong thủy gì mà vừa mở ra rớt vậy trời. Hello hello hello. Alo. Alo, iPhone 14 màu trắng tinh khôi 1T xin nghèo. Ở đây người ta mới đập hộp iPhone 14 rồi mắc màu trắng à. Anh chị ăn sớm ơi. Em mới đập hộp iPhone 14 màu trắng tinh khôi ạ. Có nghe rõ không ạ? Một hồi công an tới còng cái đầu tay về luôn á.